Please tell me that I can't that I won't that I fail that never make it out Please tell me all the bad good my head full of every single doubt Please say any negative thoughts pop off when I hear people say I cannot. I get Người hùng bóng đá nữ Việt Nam khiến ai cũng bật cười tại lễ trao giải quả bóng vàng. Trên sân khấu gala trao thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2021, tuyển thủ Bích Thùy đã có màn đối đáp rất dễ thương với MC Quốc Khánh. Tối ngày 16 tháng 2, gala trao thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2021 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở hạng mục quả bóng vàng bóng đá nữ, kết quả như sau, quả bóng vàng, Huỳnh Như, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Y, 554 điểm, quả bóng bạc, Phạm Hải Yến, Câu lạc bộ Hà Nội Y, 201 điểm, quả bóng đồng, Nguyễn Thị Bích Thùy, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Y, 140 điểm. Trên sân khấu, MC Quốc Khánh đã có màn đối đáp hài hước với quả bóng đồng Nguyễn Thị Bích Thùy. Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối thủ có thể hình rất tốt. Bích Thùy làm thế nào để có thể đương đầu với họ? MC Quốc Khánh đặt câu hỏi. Em không được may mắn. Giải vừa rồi và trong 11 năm chơi bóng, em chưa có cơ hội đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong 3 lần có cơ hội đối mặt với họ, hai lần em bị chấn thương và lần này thì mắc Covid-19 nên không được ra sân thi đấu. Còn với Đài Bắc Trung Hoa, thể hình và thể lực của họ tương đương với cầu thủ Việt Nam nên em có thể va chạm được, cô chia sẻ. Bích Thùy cũng là người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa để đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup. Màn trả lời thật thà và dễ thương của quả bóng đồng Việt Nam 2021 đã khiến những vị đại biểu có mặt trong khán phòng bật cười. Ngoài những giây phút thi đấu hết mình trên sân cỏ, các nữ tuyển thủ đều bẽn lẽn khi được đứng trên sân khấu, trước ống kính truyền hình. MC Quốc Khánh sau đó đã đề nghị huấn luyện viên Mai Đức Trung tạo điều kiện cho Bích Thùy thỏa ước mơ đọ sức với hai đội bóng nữ có thể hình tốt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mong muốn của Bích Thùy cho thấy tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam không hề e ngại đối thủ mạnh và thậm chí đối thủ càng mạnh càng thích đó cũng là một trong những yếu tố giúp các cô gái kim cương làm nên kỳ tích